Rồi cô tôi chào bạn ha, tiếp tục ha, lại mình chia sẻ những cái gì mình biết ở New Zealand nha, đặc biệt là những ai mà đang có ý định sinh con hoặc là đang có bầu ở New Zealand thì những trường hợp sau đây sẽ được anh chị sẽ được miễn phí nha. Nhất anh chị có như mình nói cái video trước, anh chị có work 2 năm ở New Zealand thì anh chị việc sinh con sinh nở ở New Zealand sẽ có tất cả miễn phí hết, tất cả cái dịch vụ sẽ miễn phí. Thứ hai, anh chị có vợ hoặc chồng là có resident visa rồi, anh chị mới có work visa 1 năm thôi. Mà nói chung là miễn là anh chị có vợ hoặc chồng có chồng là resident visa thì cái việc sinh nở của chị sẽ là hoàn toàn miễn phí ha, tại vì người đó sẽ phụ thuộc vào người cha. Cho nên đặc biệt là những anh chị nào có chồng là resident rồi thì con sẽ sinh ra sẽ phụ thuộc cha và sẽ là có passport New Zealand nha, có quốc tịch New Zealand luôn đó. Đó là những trường hợp mà anh chị được sinh nở miễn phí ở New Zealand. Thứ nhất, anh chị có work visa 2 năm. Thứ hai, anh chị có chồng là resident visa thì việc sinh nở sẽ là được miễn phí nha. Còn những trường hợp còn lại như thì rất là mắc anh chị nha, việc sinh nở New Zealand rất là mắc, thì tầm 9.000 đô ha. Anh chị có thể coi trên hệ thống immigration khi mà cái việc mình hồi xưa mình làm bảo lãnh á, nếu mà phải có sinh con New Zealand thì phải bắt bắt buộc phải có 9.000 trong tài khoản, thì cái việc sinh nở New Zealand tầm 9.000 đô ha. Hoặc là ngoài ra còn nhiều dịch vụ khác nữa rất là mắc đó. Đó, cho nên là anh chị có mà được sinh nở miễn phí ở New Zealand thì anh chị gặp midwife cũng miễn phí ha, đi scan đi siêu âm cũng tất cả miễn phí hết ha, rồi đi xét nghiệm cũng miễn phí đó, cho nên dịch vụ New Zealand là miễn phí hết, sinh nở New Zealand là miễn phí hết, còn tùy mà anh chị chọn dịch vụ về tư nhân thì sẽ mắc hơn nhé. Rồi nhắc lại lần nữa, những ai mà được miễn phí sinh nở New Zealand, những ai có work visa 2 năm, có chồng có resident visa thì tất cả là miễn phí hết, và chồng có resident visa thì con sẽ được là citizen luôn nha, có passport New Zealand luôn. Rồi cảm ơn các anh chị nha, rồi cảm ơn chị đã theo dõi kênh của mình nha, hy vọng anh chị chia sẻ kênh mình cho tới mọi người biết nhé. Rồi xin chào anh chị nha.